トコベ Ngay sau khi mà các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 có xu hướng giảm và đi qua đỉnh dịch à, sau hồi tháng 1, thì theo một nghiên cứu, số ca mắc trên toàn thế giới lại tiếp tục có xu hướng gia tăng trở lại. Nguyên nhân gây ra đợt dịch mới này là do sự xuất hiện của biến thể tàng hình của Omicron có tên là BA.2. Song biến thể mới này đang ảnh hưởng nặng nề hơn ở những nơi đang áp đặt những hạn chế rất nghiêm ngặt. Và tại những khu vực này trước đây thì từng ghi nhận rất là ít những ca mắc, chẳng hạn như là New Zealand hay là Hồng Kông và Hàn Quốc. Tỷ lệ mắc đang vượt xa nhiều nước châu Âu trong giai đoạn tồi tệ nhất. Trên thực tế, yếu tố kiểm soát dịch bệnh có ảnh hưởng nhất là khả năng miễn dịch, có thể được tạo ra từ lây nhiễm tự nhiên hoặc do tiêm chủng. Cả hai yếu tố này đều quan trọng bởi ở bất kỳ quốc gia nào chấm dứt đại dịch sẽ không chỉ phụ thuộc vào tỷ lệ tiêm chủng mà còn cả tỷ lệ nhiễm bệnh. Ở những người chưa được tiêm chủng, lây nhiễm tự nhiên chỉ có mức bảo vệ nhất định trong khi các ca lây nhiễm đột phá, các trường hợp đã tiêm đủ hai mũi vaccine nhưng vẫn mắc COVID-19 thì sẽ tạo khả năng miễn dịch ở mức cao hơn. Điều này có thể giải thích lý do một số quốc gia đang xử lý các đợt bùng phát dịch do Omicron tốt hơn với những quốc gia khác. Còn ở những quốc gia từng theo đuổi chiến lược không COVID, dù có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhưng họ vẫn đang chứng kiến số ca mắc và tử vong cao hơn khi mở cửa, vì có ít người dân mắc bệnh trước đó có nghĩa là khả năng miễn dịch trong cộng đồng thấp hơn.